thì em phải quéo quéo lên cái kịch người quéo lên cái kịch người. Nè ơi, có lỗ rồi. Con nhảy tà kèo được rồi. Đi coi mùi luôn. Bình nóng ơi. Trời ơi trời. Bóng trơn. Tỷ số là 5-3 nghiêng về chị Thanh. Bóng ngoài điểm cho chị Thanh. 6-3. Điểm cho Duy Thanh 7-4. Tiếp tục điểm cho Duy Thanh 8-4. Rồi, cảm ơn anh em. Rồi, số và Zalo vẫn còn mà. Còn đó. Số và Zalo vẫn còn. Rồi. Tiếp tục điểm cho Duy Thanh 9-4. Có ly. Tiếp tục điểm như Duy Thanh 10-4. Rồi,
điểm như Duy Thanh 11-4. Chơi hai cái liền rồi, chơi kìa. Điểm cho nội chú 5-11. Điểm cho Duy Thanh 12-5. Nam có đồ quay mỗi tay. Mượn cái Linh không cho mượn. Tao quay hả? Dạ. Điểm cho Duy Thanh 13-5. Em đi đâu vậy em gái? Vậy đó hả? Vậy đó hả? Xếp của em đâu rồi? Bóng ngoài, điểm cho Duy Thanh 14-5. Đó. Này mày đánh. Điểm cho Duy Thanh 15-5. Là cho Bình Lệnh Duyên Bạc Hà. Ủa trúng cây à? Không có, trả sao bóng bên kia. Bóng sao bên kia. Tiếp tục, điểm cho Duy Thanh 16-5. Tiếp tục, điểm cho Duy Thanh 17-5. Tiếp tục, điểm cho Duy Thanh 18-5. Tiếp tục, điểm như Duy Thanh 19-5. Quá nhanh. Nhanh quá. Nhóm. Thầy Nguyên. Chúng nó chung ơi. Bóng ngoài, điểm cho nội chú 7-19. Bóng ngoài tiếp tục, điểm cho nội chú 8-19. Đánh bóng tốt, điểm cho nội chú 9-19. Ngồi đâu vậy?
đập bóng tốt. Điểm cho Dị Thanh 29. Đập bóng tốt. Điểm cho Dị Thanh 21-9. Cái cơ này giảm luôn á. Đi cơ này giảm luôn á. Cố lên, cố lên. Hy vọng đây là đi cơ cuối cùng. Đi cơ cuối cùng á. Bóng trong sân. Điểm cho nội chú 10-21. Bỏ bóng tốt. Điểm cho Dị Thanh 22-10. Bóng trong sân. Điểm cho Dị Thanh 23-10. Điểm cho nội chú 11-23. Đập bóng tốt. Điểm cho Dị Thanh 24-11. Trái cuối cùng. Hiệp 1 kết thúc. Nghiêng về Dị Thanh với tỷ số 25-11. Xin được chúc mừng đội Dị Thanh nhìn chiến thắng với tỷ số 25-11. Không ta. Để chắc mượn ấy kìa. Thấy sân này thấy sợ rồi. Nó đã.